Vâng, em xin mến chào các bác nha. Thưa các bác, thì sau một cái kỳ nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật, thì dưới sự hỗ trợ của một chú em ruột của em, Đinh Văn Tài, thứ hai nữa là sự trợ giúp của một bác Nguyễn Trường Giang thợ hàn, thì đến bây giờ thì em đã có được cái kệ trưng bày lan rồi các bác nha. Đây, xin thưa với các bác, thì lần trước là em đã có làm một cái kệ rồi các bác, nhưng mà nó ngắn quá và nó không đảm bảo đủ được cái nhu cầu. Bây giờ nó có nhiều hơn rồi, do vậy mà mình lại phải làm một cái kệ khác nó dài hơn và nó phù hợp với cái không gian của em. Thì đây, xin thưa với các bác là cái kệ của em đây là nó dài 6 mét các bác. Dài 6 mét. Dự kiến của em thì một cái kệ này thì có thể bày được khoảng 36 chậu lan. Rộng rãi, đẹp đẽ. Xin mời các bác cùng ngắm. Thì 6 mét. Xin thưa với các bác thì 6 mét thì bình quân khoảng 50 một chậu, thì chúng ta có thể bày được 12 chậu các bác ạ. 12 chậu một dãy, và 3 dãy thì khoảng 36 chậu. Đấy, 36 chậu thì như này, đây là cái nguyện ước của em là sẽ có 30 chậu lan để chơi. Thì cũng xin thưa với các bác ấy, ở trên này thì hiện bây giờ là em đang bày những các cái chậu địa lan, tức là lan kiếm đấy, lan kiếm là cứng xanh Huế đấy các bác này. Đấy, trong kia là dòng đơn thân đấy ạ, trên đó là Quế tháng 8. Còn ở trên này thì là lan kiếm là cứng. Mỗi một chậu là một giống các bạn. Mỗi một chậu một giống. Còn hôm vừa rồi em bóc tách những các cái củ giả, củ xấu là thanh lý đi hết rồi. Còn đây là phan trí các bác nha. Phan trí. Còn hai cái hàng dưới này, thì hiện tại thì đây là những các cái chậu địa lan của em, hàng sưu tầm. Do vậy mà mỗi chậu thì thường là chỉ có 1-2 cây được các bạn. Thì hiện tại thì cái chậu ấy thì em cũng đang sưu tầm dần dần, mỗi thứ vài chậu. Đây, ví dụ như là cái chậu này thì em mới sưu tầm được 3 chiếc. Cái chậu tàu này thì cũng sưu tầm được 2 chiếc. To lắm các bác, cái chậu này bề mặt của nó tới 35 đến 38 đấy. Và đây là một số những các cái chậu gốm sứ tàu. Gốm sứ tàu các bác nhá. Trong mà các cái chậu này nó sạch sẽ thế này thì nấm khuẩn không phát triển được nếu mà chúng ta chăm sóc, chúng ta tưới. Còn đây là những các cái chậu Đồng Nai, cũng có 3 chiếc. Rồi gốm của Bắc Ninh, chậu này là gốm xưa. Và đây là các cái chậu gốm giả cổ đây các bác này. Chậu này cũng đẹp, nó hơi nhỏ một chút. Còn đây em có những các cái chậu tàu. Còn cái dàn hôm trước các bác, cái dàn hôm trước thì nó ngắn quá thì em lại chuyển sang bên này. Bên này là để kê những các cái chậu lan nó nhỏ nhỏ thôi. Những các cái chậu mà mình đã cho tặng rồi hoặc là bán rồi mà chưa
có đang chăm sóc hộ đấy ạ. Mình tách ra, mình tách chiết ra, mình cho tặng bạn bè anh em. Nhưng mà trước khi giao cho người chơi thì mình lại chăm sóc giúp một thời gian để cho nó ổn định. Còn đây là khu vực ươm những các cái cây nhỏ của em. Còn bên này thì lung cung tất cả các loại. Thì bên này cũng xếp được khoảng độ trên 20 chậu rồi các bạn. Đấy, trông bé bé như này nhưng mà cũng được mấy chục chậu. Đấy, rồi những các cái chậu cây mà đã bán chia sẻ cho các bác rồi mà các bác đang nhờ chăm sóc hộ. Mời các bác ngắm cái măng của em này. Đấy, cái măng cây nó to, nó sung sướng. Đấy, em trồng lại ngày tháng 10 và chăm sóc thì đến bây giờ cái măng của nó còn là những các cái cây này thì em mới sưu tầm, mới trồng xong rồi, mới trồng lại để cho nó mà sung sung ấm chậu thì chắc là phải 3 tháng nữa thì trồng nó mới vui mát được. Chứ địa lan mà trồng có mỗi cây lên khoe thì nghe nó cũng kỳ kỳ. Đây là những các cái chậu mặc xuân rừng, trồng để lấy hương thơm các bác. Đấy, nhìn cũng vui mắt, rất thơm. Cũng đẹp, mặt bông thì trông cũng vui. Nhưng mà cây này nó là cây rừng nở năm đầu tiên nên là nó cũng chưa ổn định các bạn. Phải chăm sóc 1-2 năm thì nó ổn định. Mặt bông cũng đẹp, cũng khá đẹp ấy chị. Đấy, mời các bác chiêm ngưỡng này. Nó nở muộn quá nên là nó hơi bị rụt gần. Đây, đây cũng là... cây mặc rừng. Cây nào không đẹp mình không chơi bông thì mình chơi hương thơm các bạn. Đấy, nhìn cũng rất là vui, cũng rất là tuyệt vời. Vâng, thôi xin chào các bác nhé. Hôm nay em vừa mới khánh thành xong được cái dàn của mình thì nó vui, thì lại cầm máy quay xin gửi chia sẻ đến với các bác. Em còn một loạt cái giống lan kiếm là cứng ở đây này này. Mỗi một giống là một chậu các bác. Đấy, mỗi một giống là một chậu. Thì mình cứ treo thế này mình lờ đi, sau có một năm sau là nó đầy chậu hết mà. Bây giờ thì ít người sưu tầm nhưng mà rồi 1-2 năm nữa thì lại có người chơi rất là nhiều. Nó cứ đẹp thôi các bác, nó cứ đẹp rồi là nó, mình cứ chăm sóc nó đẹp, hoa nó nở thì mọi người nhìn thích thì cũng lại chơi thôi. Trước kia thì hot lắm đấy, bây giờ thì chủ yếu là chơi thôi. Em sẽ duy trì và sẽ chăm sóc cái vườn của mình sau 3 tháng nữa để cho nó đạt được những các cái yêu cầu mình mong muốn. Vâng, thôi em xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác.